rất may ở bên trong của đội tuyển Thái Lan lúc này đã 35 tuổi và là người lớn tuổi nhất trên sân lúc này. Quá bổng. Cú đá của Tuấn Anh. Một tình huống có thể nói là hú vía. Nhưng ở thời điểm quan trọng nhất thì tốc độ đỏ của Trung Quốc. Không muốn bỏ.